Tiếp tục sản xuất video hướng dẫn các em ôn thi vào 10 môn toán học. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang video số 12. Bệ thầy đã sản xuất được 11 video trước, hôm nay chúng ta chuyển sang video số 12. Ôn thi vào lớp 10 môn toán. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em làm một số bài tập sau. Bài tập 1. Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau. Tìm điều kiện xác định. Của các biểu thức sau. Biểu thức thứ nhất, A lớn bằng căn bậc 2 của x xì cộng 1 cộng với căn bậc 2 của 3 trừ x như vậy. Là chúng ta sẽ làm ý A là trước và sau đó thầy chỉ A cho đáp án ý B, à, cho câu hỏi B các em nhé. Rồi, bài này có 3 ý ABC thì thầy sẽ đưa đầu vào đến đâu và chúng ta sẽ làm đến đó, đúng không ạ? Như vậy lời giải như sau. Như vậy là học kiến thức căn bậc 2, các em đã biết rằng là số âm không có căn bậc 2, đúng không ạ? Số âm không có căn bậc 2, bởi vậy là cái biểu thức x cộng 1 này phải là số dương hoặc là bằng 0 thì nên mới có căn bậc 2 các em nhé. Và tương tự như vậy là cái 3 chữ x này cũng phải là số dương hoặc là bằng 0 thì nó mới sẽ có căn được, đúng không ạ? Vậy là điều kiện xác định của A là chúng ta sẽ có một cái điều kiện là x cộng 1 lớn hơn bằng 0, đúng không ạ? Nó sẽ mà có căn bậc 2. Còn nếu nó nhỏ hơn 0 rồi này không có căn bậc 2 các em nhé. À, tương tự như vậy là 3 chữ x. 3 chữ x cũng phải là một số lớn hơn bằng 0. Đúng không ạ? Nếu 3 chữ x mà âm thì không có căn. Thì ở đây chúng ta sẽ biến đổi. Rất là dễ, đúng không ạ? Tương đương là x cộng 1 lớn hơn bằng 0 người ta chuyển vế cộng 1 sau này là âm 1, đúng không ạ? Như vậy x lớn hơn bằng âm 1. Ở đây là 3 chữ x cái lớn hơn bằng 0 người ta chuyển vế. 3 lớn hơn bằng âm x chuyển sang thì sẽ thành dương x em nhé. Dương x. Và chúng ta sẽ thấy là để 3 lớn hơn bằng x thì nó chưa được rõ ràng, chúng ta chuyển vế đổi hoán vị, đúng không ạ? X thì lớn hơn bằng âm 1 và x nhỏ hơn bằng 3 các em nhé. Như vậy thì chúng ta tìm vào đáp số x nhỏ hơn hoặc bằng 3 và lớn hơn hoặc bằng âm 1. Như vậy là đây là đáp số của chúng ta. Để A có nghĩa thì x nhỏ hơn bằng 3 và lớn hơn bằng âm 1. Sau đến ý B là B lớn bằng 1 chia cho căn bậc 2 của x trừ 1 và trừ thứ 2 các bạn. Vậy lời giải của chúng ta như sau. Thứ nhất là để cái căn
Có nghĩa thì cái biểu thức cho con phải lớn hơn bằng 0 đúng không ạ? Điều kiện xác định của B. Thứ nhất là biểu thức cho con phải lớn hơn bằng 0, x thì trừ 1 lớn hơn bằng 0 thì nếu mới có căn bậc 2, đúng không em? Và tức đương nhiên thì ở đây có mẫu số, đó, một phân số mà có nghĩa thì mẫu số phải khác 0 em nhé. Như vậy là x thì trừ 1 căn bậc 2 x thì trừ 1 trừ đi 2 là phải khác 0. Và chúng ta sẽ biến đổi tiếp. X thì trừ 1 lớn hơn bằng 0 thì ta chuyển về trừ 1 chuyển sang bên tay phải thành dương 1 đúng không ạ? X thì lớn hơn bằng dương 1. Và căn của x thì trừ 1 trừ 2 khác 0 thì chúng ta chuyển về thì thành ra căn của x thì trừ 1 khác 2 các em nhé. Ấm 2 chuyển sang thành dương 2. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ biến đổi tiếp tương đương với x lớn hơn bằng 1. Và ở đây để mất dấu căn đi, chúng ta sẽ bình phương hai vế các em nhé. Có cách bình phương hai vế thì nó mất căn đi. Vậy là chúng ta sẽ là căn bậc 2 của x trừ 1 tất cả bình phương thì khác 2 bình phương. Đúng không ạ? Bình phương hai vế để nó sẽ mất dấu căn đi. Và sẽ tương đương với lại x lớn hơn bằng 1. Ở đây chúng ta thấy là căn bậc 2 của x trừ 1 bình phương bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 các em nhé. Và khác 2 bình là bằng 4. Đấy, mấy các em lưu ý này. Ở đây có một kiến thức là căn bậc 2 của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Em lưu ý thầy có một kiến thức như vậy. Căn bậc 2 của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Đúng không? Và bằng chính A nếu là A dương và bằng trừ A nếu là A âm các em nhé. Bằng chính A nếu là A là số dương và bằng âm A nếu A là số âm. Đấy, bởi vậy là trị tuyệt đối của A bình bằng căn bậc 2 của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Chúng ta thấy là căn bậc 2 của x trừ 1 bình thì bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 các em nhé. Ở đây là x trừ 1 tương đương với A. Đấy. Và rõ ràng là chúng ta thấy là x lớn hơn bằng 1. Đúng không ạ? X lớn hơn bằng 1 thì cái giá trị x trừ 1 này sẽ là số dương em nhé. Cho nên trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Tương đương với lại x lớn hơn bằng 1. Thì nhắc lại này, vì x lớn hơn bằng 1 cho nên là trị tuyệt đối của x nên x trừ 1 sẽ là số dương. Vì x lớn hơn bằng 1 nên kết quả sẽ là dương em nhé. Cho nên là trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Đây chính là bằng x trừ 1 khác 4. Đúng không? Và tương đương tiếp là x lớn hơn 1 lớn hơn bằng 1 và x khác 5 các em ạ. Âm 1 chuyển sang với thì thành dương 1 cộng với 4 là bằng 5 các em nhé. Như vậy là x lớn hơn bằng 1 với điều kiện là x khác 5. Ở đây chúng ta có thể lý giải là vì x lớn hơn bằng 1 nên là suy ra là x trừ 1 lớn hơn bằng 0 nên trị tuyệt đối của x trừ 1 thì bằng chính là x trừ 1 các em nhé. Chúng ta lý giải cái chỗ này đúng không? Trị tuyệt đối của x trừ 1 vì nó là số dương đúng không? Không âm nên trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Trị tuyệt đối của x trừ 1 là bằng đúng x trừ 1. Như vậy chúng ta đã có kết quả của bài tập này là x lớn hơn bằng 1 và khác 5 các em nhé. Sang đến ý C là C lớn bằng căn bậc 2 của 4 trừ x bình giải điều kiện xác định của C là. Nhưng mà rõ ràng là cái 4 có căn bậc 2 thì cái biểu thức cho căn phải là không âm các em nhé. 4 trừ x bình lớn hơn bằng 0. Đúng không ạ?
số 0 âm. Từ đây chuyển về chúng ta sẽ thấy là x y bình chuyển sang bên này đúng không ạ? Âm x y bình chuyển sang bên này thành dương x y bình. Và sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đúng không ạ? Như vậy là tương đương với mặt phương trình bậc 2 là chúng ta chuyển vế này, x y bình trừ đi 4 nhỏ hơn bằng 0. Đúng không ạ? Rồi lại chuyển sang là thành phương trình bậc 2. Và các em nhớ rằng x y bình trừ đi 4 thì bằng x y bình trừ 2 bình các em nhé. Tương đương x y bình trừ đi 2 bình nhỏ hơn bằng 0. Và đây là hiệu hai bình phương thì bằng hiệu hai số đấy nhân tổng của chúng đúng không ạ? Tương đương x y trừ 2 nhân x y cộng 2 nhỏ hơn bằng 0. Thế bây giờ chúng ta phải chắt dấu của cái phương trình bậc 2 này đúng không ạ? Chúng ta sẽ lập bảng chắt dấu. Chúng ta có các nghiệm là x y bằng 2 và bằng âm 2 các em nhé. Là x y này gồm âm 2 này, 0 này, 2 này. Chúng ta cho x y bằng các giá trị bằng 2 để cho cái biểu thuyết bằng 0, bằng âm 2 để các em bằng 0 đúng không ạ? Và đây là x y trừ 2, đây là x y cộng 2. Và đây là giá trị của x y trừ 2 nhân với x y cộng 2. Nhưng mà là khi x y bằng âm 2 thì x cộng 2 bằng 0 em nhé, x cộng 2 bằng 0 đúng không ạ? Khi x y bằng 2 thì x trừ 2 bằng 0 em nhé. Và đây là khi lớn hơn nghiệm đúng không ạ? Lớn nghiệm là hơn 2 thì để cùng dấu với lại hệ số này là dương em nhé. Lớn hơn nghiệm thì cùng dấu với lại hệ số của x y. Hệ số đây là 1 là số dương các em nhé, lớn hơn nghiệm là 2 thì là dương, với là nhỏ hơn nghiệm là âm các em nhé, là âm. Tương tự như vậy khi x bằng âm 2 thì x cộng 2 sẽ bằng 0 đúng không ạ? Và lớn hơn nghiệm là âm 2 thì sẽ cùng dấu với lại hệ số x là dương đúng không ạ? Lớn hơn nghiệm là dương. Và nhỏ hơn nghiệm âm 2 thì sẽ là âm. Lớn hơn nghiệm cùng dấu với hệ số của x đúng không ạ? Biểu thức bậc nhất. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là kết quả là x trừ 2 nhân x cộng 2 đúng không ạ? X cộng 2 bằng 0 rồi thì kết quả sẽ bằng 0 này. Đây cũng vậy. X trừ 2 bằng 0 nhân x cộng 2 khác 0 thì nó cũng bằng 0. Mặt số bằng 0 nhân với số nào đó thì nó là 0 đúng không ạ? Và ở đây là cái tích này là có dấu âm nhân âm thành dương các em nhé. Ở đây là âm nhân dương thành âm, âm nhân dương thành âm, và đây là dương nhân dương cùng dấu thì nó ra dương. Như vậy là chúng ta thấy đáng nghiệm là để cho cái biểu thức này là số nhỏ hơn bằng 0 thì x y sẽ thỏa mãn điều kiện là nhỏ hơn bằng 2 và lớn hơn bằng âm 2 các em nhé. Ở đây suy ra để x y trừ 2 nhân với lại x y cộng 2 nhỏ hơn bằng 0 thì theo bảng chất dấu này, cái biểu thức này bằng 0 hoặc âm thì là x y nhỏ hơn bằng 2 các em nhé, nhỏ hơn bằng 2 và lớn hơn bằng âm 2 đúng không ạ? Vậy là ở cái quãng này thì nó bằng 0 và âm, biểu thức này sẽ bằng 0 và âm. Bằng 0 khi x y bằng 2 đúng không ạ? X y bằng âm 2 và âm khi x y nằm trong quãng này. Và kết hợp hai điều kiện thì là x y nhỏ hơn hoặc bằng 2, lớn hơn bằng âm 2 thì kết quả sẽ là đáp số. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn em làm sang ví dụ số 2. Rút gọn biểu thức M lớn bằng căn bậc 2 của x y bình trừ 6x cộng 9 chia cho x y trừ 3
Đấy, như vậy chúng ta phải rút gọn biểu thức này với điều kiện với x thì được khác 3 các em nhé, x khác 3 để cái mẫu số này khác 0 này, để cái phân số này có nghĩa đấy các em ạ. Đầu bài đã cho được điều kiện để phân số có nghĩa rồi. Vậy là chúng ta sẽ tiến hành lời giải cái bài này như sau. Chúng tôi có m lớn bằng căn bậc 2 của x bình trừ 6x cộng 9 chia cho x trừ 3. Ở đây các em nhận dạng ra đây là bình phương số thứ nhất này, trừ đi 2 lần tích của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là x, số thứ hai là 3 các em nhé. Cộng với lại bình phương số thứ hai, 9 là 3 bình đúng không ạ? Vậy nó chính là dạng là x trừ đi 3 tất cả bình phương. Nó thử lại nhé, bình phương hiệu hai số này thì bằng bình phương số nhất là x bình này trừ đi 2 lần tích của số thứ nhất là x là 2x này, nhân số thứ hai là 3 là 6x này, đúng không? Cộng với bình phương số thứ hai là 3 bình bằng 9 em nhé. Đấy, ta nhận dạng ra x bình trừ 6x cộng 9 chính là x trừ 3 tất cả bình phương, đúng không? Bình phương thứ nhất trừ 2 lần tích số nhất số thứ hai cộng bình phương thứ hai, mẫu số vẫn là x trừ 3 đúng không? Và rõ ràng là căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương thì bằng trị tuyệt đối của x trừ 3 các em nhé. Trị tuyệt đối của x trừ 3 và chia cho x trừ 3. Đúng không ạ? Vậy chúng ta nhớ lại kiến thức này. Căn bậc 2 của A bình thì bằng trị tuyệt đối của A này. Đúng không ạ? Vậy đây là căn bậc 2 của x trừ 3 bình phương thì bằng trị tuyệt đối của x trừ 3. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp là trường hợp x trừ 3 lớn hơn là bằng 0, đúng không? Bằng 0 thì không có rồi, vì bằng 0 thì nó bằng âm mất, mẫu số bằng 0 mất thì là x khác 3. Vậy chỉ có điều kiện x trừ 3 dương thì x trừ 3 dương thì trị tuyệt đối của nó bằng chính nó các em nhé. Và x trừ 3 âm thôi. Như vậy chúng ta sẽ ra hai trường hợp. Trường hợp 1 là x trừ đi 3 lớn hơn 0 và tương đương với x lớn hơn 3 các em nhé. Lớn 3. Thì m sẽ bằng khi x trừ 3 dương thì trị tuyệt đối của nó bằng chính nó các em nhé. X trừ 3 trên x trừ 3. À, như vậy là x trừ 3 chia cho chính nó thì bằng 1 các em ạ. Như vậy là trường hợp 1 là khi x lớn hơn 3 thì kết quả nó ra 1. Đúng không ạ? Trường hợp 2 x trừ 3 nhỏ hơn 0 và tương đương với x nhỏ hơn 3 các em nhé. Thì m sẽ bằng khi x trừ 3 mà là số âm ấy, thì trị tuyệt đối của nó bằng trừ của nó các em nhé. Như vậy là m bằng trị tuyệt đối của x trừ 3 này chia cho x trừ 3. Đấy, như vậy là x trừ 3 mà là số âm thì trị tuyệt đối của nó bằng trừ của nó. Vậy là bằng trừ của x trừ 3 các em ạ. Trừ của x trừ 3. Và chia cho x trừ 3 thì kết quả sẽ bằng âm 1. Đúng không ạ? Như vậy là khi x nhỏ hơn 3 thì đáp số ta là âm 1. Và khi x lớn hơn 3 thì đáp số ta là bằng 1 các em nhé. Như vậy là video hôm nay thầy đã dẫn các em làm hai cái bài tập rất hay thi vào lớp 10. Video này thầy kết thúc ở đây. Hẹn gặp các em trong video sau. Thân ái chào các em.